Tiếp tục thông tin về việc bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân của người phụ nữ tên Kim Ngân được cho là mẹ của cháu bé, thì lại xuất hiện một người đàn ông nhận mình là cha ruột của bé này. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phụ trách trẻ em phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua ngày 10 tháng 8, một người đàn ông đã đến làm việc với ủy ban phường. Được biết, người này tên Ngô Văn Giỏi, 39 tuổi, làm bảo vệ tại một quán cà phê ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Dù nhận mình là cha ruột của bé Bin, nhưng anh lại không đưa ra được giấy tờ hay hình ảnh liên quan nào. Theo lời kể, 5 năm trước, người đàn ông gặp mẹ bé Bin và chung sống như vợ chồng, sinh ra Bin. Do không có hôn thú, nên khi khai sinh, bé Bin phải lấy họ của mẹ, đặt tên là Phạm Gia Huy. Sau đó, vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên hai người chia tay. Một năm nay, hai cha con họ không gặp nhau, dù cùng sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông không bình luận gì về những điều vợ cũ nói rằng mình là người vũ phu nên phải chia tay. Hiện tại, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong quá trình xác minh nhân thân hai bên bố mẹ, đồng thời thuyết phục mẹ ruột nhận lại Bin để nuôi dưỡng.